Hi, xin chào mọi người nha. Nay trưa mình rảnh, mình làm một cái video này cho bà con xem. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách làm cái chân kẹp điện thoại để dành quay phim hoặc chụp ảnh gì đó. Đây, để mình quay cho bà con xem. Đây, mình quay camera lại cho bà con xem cận cảnh nha. Đây nè bà con. Cái chân để điện thoại mini mà nó rất là tiện nha bà con, siêu rẻ luôn. Bằng vật liệu là ống nước nha. Rồi thì để mình hướng dẫn bà con cái cách làm cái chân để điện thoại này nha. Bà con muốn chỉnh lên nè, quay lên nè cũng được luôn nè. Tối quá bà con ơi. Con muốn quay đâu cũng được, quay lên nè, quay xuống nè. Rồi để mình làm cho bà con xem cái review nãy giờ rồi. Cái chân này rất là tiện mà rẻ nha bà con. Đây thì để mình hướng dẫn bà con lắp ráp cái chân để điện thoại để quay phim chụp hình nha. Thì đầu tiên mình chuẩn bị là ống 27. Cái này là mình cắt ra rồi, giờ để mình nối lại coi nó tầm bao nhiêu mét đi. Thì đầy đủ luôn á là 1 mét nha bà con. Đó, xong bà con cắt 6 đoạn ống. 6 đoạn ống như vậy nè. Tầm 6 phần nha. 6 khúc ống tầm 6 phần. Đó. Xong rồi 1 khúc ống 4 phần. Rồi thêm 1 khúc ống này 2 tấc. Rồi cái cuối cùng là 7 tấc bà con. Rồi, mình chuẩn bị thêm 1 cái co 27, 4 cái chữ T 27 và 1 cái đồ kẹp điện thoại của cái cây gậy tự sướng nè. Mình hy sinh luôn, mình lấy từ cái cây gậy tự sướng á, mình tháo ra hy sinh cái cây gậy tự sướng, mình lấy cái này luôn. Thì cái chữ T này mình khoan một cái lỗ ở đây, một con ốc 6 ly ở ngay đây. Đó,
Rồi trong cái khúc kẹp này nè, nó có cái lỗ để gắn ốc vô đó. Đó, mình khoan như vậy nè, rồi mình bắt vô được như vậy nè. Nè, mọi con thấy không? Đó, bắt vô dính cứng vậy. Rồi, giờ bốn cái nút bít 27 nha mọi con. Rồi bắt đầu mình tiến hành gáp thôi. Đầu tiên mình gắn hai khúc ống 27 vô cho cái chữ T. Rồi. Thêm hai khúc ống này nữa gắn vô. Đó, ta nối lại. Đó. Gắn nút bít vô nha mọi con. Nhìn cho nó đẹp thôi chứ mà con không gắn cũng được. Mà mình thấy mình cứ gắn vậy nó tiện hơn. Đó. Xong phần cái chân rồi nha mọi con. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn cái cây đứng lên. Sau đó mình sẽ gắn một cái co qua đây. Cái này đặc biệt bà con là không có dán keo nha. Còn dán keo là mốt lỡ có không xài nữa mình sẽ thể tháo ra mình dùng vô xài chống nước nha. Đó, không nói vô đây. Rồi ta sẽ gắn như thế này. Gắn cái tê vào. Đó. Khúc này là mình muốn bẻ đâu mình bẻ nè. Khúc co này nè. Là mình muốn thấy quay nữa, quay đâu tùy thích luôn. Đó. Đa năng chưa bà con? Bà con thấy mình hướng dẫn lắp cái chân điện thoại thì hay á, thì bà con hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình đạt được 1k sub nha. Đó. Xong rồi bà con. Giờ chỉ cần bị kẹp thì ra gắn cái điện thoại vô thôi. Đó. Là bắt đầu sử dụng được rồi. Rồi để mình gắn cái điện thoại này vô cho bà con xem. Điện thoại này nó bự quá, kéo nó hơi khó nữa. Đó, hoàn chỉnh rồi nè mọi người. Cũng quay đâu quay thì thích luôn, không ngã nha mọi người. Đó, đa năng vậy nè, nó siêu khỏe luôn. Mình tính sơ sơ không là có 20-30 ngàn rồi nha bà con. Còn bà con mua cái gậy ba chân thì tới 100 mấy một cây. Mà mình chế như thế này thì nó tiện hơn, nó không có tốn chi phí và nó rất là nhanh.